Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử Vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, tính cách đặc trưng của những người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 là cực kỳ trung thành, thông minh và giỏi chịu đựng. Hầu hết người tuổi Nhâm Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích. Nhưng bản chất tuổi Nhâm Tuất lại khá nóng nảy và cứng đầu mà họ cần tiết chế để thăng tiến trong sự nghiệp. Những người tuổi Nhâm Tuất làm bất cứ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Tuy nhiên, bước sang tháng 12 âm lịch, tuổi Nhâm Tuất cũng gặp không ít khó khăn. Thay vào đó, luôn vướng vào những chuyện không đâu, làm bạn mất thời gian đi giải quyết vấn đề, thậm chí còn ảnh hưởng tới công việc. Vậy thì tháng này, bản mệnh đã phạm phải những điều gì, vướng phải những thị phi nào? Và lời khuyên nào từ các chuyên gia phong thủy cho quý anh chị tuổi Nhâm Tuất? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại hiện trên màn hình. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2020. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12, từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 11 tháng 2 dương lịch. Tháng Kỷ Sửu có nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục. Xung Mùi, Hình Tuất, Hải Ngọ, Phá Thìn, Tuyệt Mùi. Đối với những người tuổi Nhâm Tuất trong tháng 12 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 8 tháng 12 tức ngày 20 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 12 tức ngày mùng 1 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Tuất trong tháng 12 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 12 tức ngày 19 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 12 tức ngày 31 tháng 1 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Nhâm Tuất 1982 trong tháng 12 âm lịch. Trong tháng 12 âm lịch, tuổi Nhâm Tuất gặp phải không ít khó khăn trong công việc cũng như trong chuyện tình cảm. Vận trình biến động khá lớn. Với tuổi Nhâm Tuất, tháng 12 âm lịch là chuỗi ngày dài với những thăng trầm trong chuyện tình cảm. Tinh thần sa sút, bản mệnh khó lòng có được những điều mà mình mong muốn. Kỷ âm thổ gặp tuất dương thổ nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Nhâm Tuất trong tháng này nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột để ảnh hưởng tới tình cảm gia đình nhà mình. Hơn nữa, những gia chủ tuổi Nhâm Tuất vốn thông minh và giỏi chịu đựng, cho nên hầu hết những người tuổi Nhâm Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích. Nhưng bản chất, họ lại khá nóng nảy và cứng đầu. Chính vì điều này, họ cần tiết chế lại mới có thể thăng tiến trong sự nghiệp. Dù làm bất cứ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Trong tháng này, các gia chủ Nhâm Tuất sẽ cần chú ý ngày âm lịch mùng 8 tháng 12 tức ngày 20 tháng 1 dương lịch có nạp giáp là Mậu Thìn. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn, thuận lợi trong công danh, tài lộc, quý gia chủ tuổi Nhâm Tuất nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm sẽ kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Sự nghiệp tuổi Nhâm Tuất. Tuổi Nhâm Tuất trong tháng 12 âm lịch có vận trình sự nghiệp biến động khá lớn. Bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong việc tập trung, phải chịu đựng nhiều áp lực từ phía cấp trên. Con đường sự nghiệp trong tháng 12 âm lịch cho tuổi Nhâm Tuất không được sáng rõ. Bản mệnh dù cố gắng hết sức mình nhưng lại chẳng có được cơ hội để thể hiện bản thân. Chẳng những thế, sự cứng nhắc, linh hoạt trong giải quyết vấn đề của tuổi Nhâm Tuất còn có thể khiến cho đối tác hay đồng nghiệp mất lòng. Vì thế mà không thể phối hợp làm việc cho tốt, hiệu quả công việc giảm sút rõ rệt. Chính vì vậy, mặc dù dành nhiều thời gian cho công việc, bản mệnh cũng vẫn chẳng có được mục tiêu mà mình mong muốn. Đường công danh, sự nghiệp mịt mù, nhưng chuyện tưởng chừng sắp sửa thành công thì lại bị ngăn trở. Bản mệnh nên ngồi tính lại để tìm ra vấn đề cần giải quyết, có thế mới có thể xử lý được tình hình trước mắt. Ngoài ra, những gia chủ Nhâm Tuất mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, Thân, Tý, Thìn để kích con đường công danh, tài lộc, thêm phần nở rộ thành công. Đây cũng là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Tài lộc của tuổi Nhâm Tuất. Tử vi tháng 12 âm lịch có cho thấy việc kiếm tiền của tuổi Nhâm Tuất không được thuận lợi như bình thường. Những áp lực và mâu thuẫn gia tăng khiến cho bản mệnh căng thẳng và khó có thể tập trung, sẽ mắc sai lầm và để tuột mất cơ hội khỏi tay mình. Bản mệnh có thể sẽ tốn tiền, hao của, do mắc phải nhiều sai sót và phải bỏ chính tiền túi của mình ra để đền bù. Bản mệnh cũng có thể gặp những chuyện không may khiến cho tiền bạc chẳng ở bên mình. Cho nên tuổi Nhâm Tuất cần có kế hoạch tài chính rõ ràng, biết tiết kiệm, đề phòng khi khó khăn, chi tiêu hợp lý, chớ nên hoang phí quá mức mà tới lúc hối cũng không kịp. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Nhâm Tuất nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tình cảm và gia đạo. Trong tháng 12 âm lịch, tuổi Nhâm Tuất cần phải tâm sự, chia sẻ, nói rõ nỗi khổ tâm, khó khăn của mình đối với đối phương để tránh những giận hờn, những hiểu lầm không đáng có, làm ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. Tháng 12 âm lịch là lúc mà tuổi Nhâm Tuất sẽ không có nhiều thời gian dành cho tình yêu. Sự nghiệp trải qua biến động khá lớn khiến bản mệnh phải dồn thời gian và tâm sức để giải quyết. Bản mệnh quá mải mê với chuyện công danh, sự nghiệp cùng những thú vui của riêng mình mà quên hết mọi chuyện xung quanh. Bạn có thể sẽ phải trả giá vì sự vô tâm của mình khi mà sự cô đơn sẽ dần xâm chiếm cuộc sống của bạn. Chính vì vậy, để kích hoạt đào hoa, người tuổi Nhâm Tuất hãy sử dụng vòng tay tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải những mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho những người độc thân. Về sức khỏe. Sức khỏe người tuổi Nhâm Tuất trong tháng 12 âm lịch không được tốt, do sự nghiệp gặp trở ngại nên bạn phải lo lắng và suy nghĩ nhiều hơn. Có những lúc bạn cảm thấy rơi vào bế tắc, hãy làm chủ cảm xúc và suy nghĩ của mình, sau đó đưa ra quyết định đúng đắn. Thời gian này, bản mệnh làm việc căng thẳng, phải di chuyển nhiều nên cũng khó tránh khỏi việc mệt mỏi. Ngoài ra, nên chú ý giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi vừa sức để không bị thiếu tỉnh táo mà gặp phải tai họa bất ngờ. Ngoài ra, gia chủ tuổi Nhâm Tuất nên đem theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để đem lại sức khỏe và bình an trong tâm thức. Trên đây, kênh Phong thủy Gia Cát đã chia sẻ đến anh chị và các bạn vận trình tử vi tuổi Nhâm Tuất trong tháng 12 năm 2020 âm lịch. Mọi phương diện đều khá tốt, nhưng gia chủ tuổi Nhâm Tuất cần chú ý đến việc cân đối chi tiêu và có khoản tiền dự trữ. Để may mắn thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa của Phật Pháp cùng sự chắt lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là những gia chủ tuổi Nhâm Tuất trong tháng 12 âm lịch. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau.